Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, thị trường crypto vẫn đang chìm trong mùa đông lạnh giá kéo dài từ đầu năm 2022. Năm 2022 là một năm thất bại đối với các nhà đầu tư tiền điện tử. Những người bắt đầu mua vào tháng 1 gần như đã mất tất cả. Tâm lý tiêu cực là điều khó tránh khỏi vào lúc này. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư kỳ cựu, những người đã trải qua mùa đông tiền điện tử trong quá khứ, những nhà đầu tư có kinh nghiệm dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản này. Họ đang hướng tới tương lai tươi sáng hơn và bắt đầu cho những kế hoạch cho năm 2023. Alex Andreunin, giám đốc điều hành của Godbit tại Bồ Đào Nha cho biết: "Tôi nghĩ nửa đầu năm 2023 sẽ là thời điểm tốt nhất để tham gia thị trường. Chúng tôi đang tích cực đầu tư vào tiền điện tử và có hơn 700 loại tiền trong danh mục của chúng tôi. Tất nhiên không đồng coin nào vượt quá 2% tổng vốn. Đến năm 2023, bạn phải khác biệt hoặc là chết", ông nói. Sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 vẫn đang tàn phá thị trường, gây ra tâm lý hoảng loạn cho các nhà đầu tư. Các chính phủ cũng đang thắt chặt kiểm soát với các hoạt động liên quan đến tiền điện tử. Trong thị trường này, mọi thứ đều có thể xảy ra. Mùa đông tiền điện tử rất có thể sẽ kéo dài trong năm 2023. Không một ai có thể dự báo chính xác về điều này, nhưng các nhà đầu tư có thể lên kế hoạch để chuẩn bị cho mọi kịch bản xảy ra. Năm 2023, tôi sẽ chỉ hầu Bitcoin. Từ việc đa dạng hóa danh mục đầu tư, Alex Reinhardt, một doanh nhân và nhà đầu tư người Đức, đứng sau ứng dụng có tên LVN và công ty khởi nghiệp blockchain PLC Ultima, cho biết ông thích Bitcoin vào năm 2023. Ông nói: "Tôi sẽ chỉ đầu tư vào Bitcoin. Có rất nhiều đồng tiền và nhiều blockchain khác nhau trên thị trường tiền điện tử. Ngành công nghiệp đang trở nên lớn hơn mỗi năm. Nhưng nếu chúng ta đang nói về tương lai, Bitcoin là chắc chắn nhất. Tôi sẽ đầu tư $10,000 vào Bitcoin và đợi vài năm cho chu kỳ tăng giá tiếp theo. Hầu hết các đồng coin khác đều theo sau Bitcoin. Nếu Bitcoin giảm, những đồng coin khác sẽ giảm mạnh hơn nhiều. Nhưng nếu Bitcoin ở trong thị trường tăng giá, các lựa chọn rủi ro hơn ở những đồng coin khác sẽ hoạt động tốt hơn. Đây là lúc cần phải đa dạng hóa. Khi nắm giữ nhiều loại tiền khác nhau, rủi ro sẽ cao hơn so với việc bạn chỉ nắm giữ Bitcoin, nhưng lợi nhuận thu được cũng có cơ hội cao hơn. Năm 2022 kết thúc với một xu hướng đáng chú ý. Sau khi FTX phá sản, các nhà đầu tư đang có xu hướng rút tiền khỏi các sàn giao dịch tập trung như Binance hay Coinbase và chuyển chúng vào ví lạnh. Theo báo cáo của Binancetime.com, 88% tổng khối lượng Bitcoin không được trao đổi vào cuối năm, đạt mức cao nhất trong 3 năm. Động thái này báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong tâm lý nhà đầu tư. Họ chỉ mất niềm tin vào các sàn giao dịch, nhưng vẫn tin tưởng vào thành công của Bitcoin. Đầu tư vào tiền điện tử không giống như đầu tư chứng khoán. Đây là khoản đầu tư mạo hiểm có rủi ro cao, tương tự như đầu tư vào một startup mới thành lập. Đầu tư vào cờ bạc là một ranh giới rất mong manh. Nếu các nhà đầu tư để lòng tham nuốt chửng, họ sẽ nhanh chóng biến khoản đầu tư của mình thành một trò cá cược may rủi. Do đó, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào trên thị trường, hãy nhớ rằng chúng ta là một nhà đầu tư chứ không phải là những con bạc. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.